Xin chào các bạn, đây là một số cây trong vườn nhà mình. Hôm nay mình đã nhờ cu em Phong nó cắt chỉnh sửa lại. Ngày xuân sau ngày nghỉ Tết thì một số cây nó rất là phát, thì mình cũng có nhờ em nó chỉnh sửa một số cây cho mình. Một cây xanh quê dáng làng rất là đẹp, đầy đủ dữ liệu để chơi được, có thể mang đi chơi được các bạn. Tứ phía đều đẹp. Cây sáng nay đây là kết quả của một buổi sáng, cây này cũng đã được thu bóng lại gọn gàng hơn, cây rất là nhu cục. Bóng đẹp, và đặc biệt cây này cây trục hoành rất già, cái điểm nhu cục mình rất là thích. Nếu mà có một loạt những cây như này mà chơi thì rất là quý. Ở bên này cũng là một số những cây mini gửi đến nghe, một số cây mini trong vườn nhà mình. Ở đây cây cẩm thị đây các bạn, cây cẩm thị này nó đang phát lộc rất tốt, đầu và đuôi cây cẩm thị. Đây là rừng cẩm thị. Ở đây là cây hồng ngọc mai đang chuẩn bị ra hoa. Cây hồng ngọc mai song thân. Cây hoa giấy. Cây xanh quê. Số cây nhỏ nhỏ đi đi. Đây là cây cơm nguội hai thân, rất méo và dị. Gửi các bạn hình ảnh một số cây đây. Trong vườn nhà mình hôm nay em Phong đã giúp mình chỉnh sửa lại một chút. Con này cốt ông già bốc ăn, con này già. Em bảo là không biết là Tết chú dỗi dỗi ra Tết thì chắc mới dỗi, thì mình có thể nhờ trong Tết thấy chú cũng chạy nhiều. Thế là làm trên nhà út là mấy ngày? Làm vào một ngày thôi anh. À, một ngày út ngày đoàn ngày. Anh Đoàn làm cái gì ấy? Đoàn thì cũng là thu chậu. Thu chậu hai cây. Đây là cây các bạn, đây là cây xanh quê. Cốt cũng tương đối là già, rất là thích cây này. Hôm nay nhân thể cũng nhờ cu em Phong định hình giúp cho mình. Hy vọng tương lai 3 năm, 4 năm nữa, 5 năm nữa thì cũng là một cây đẹp thì có thể ôm đi chơi được, dòng mini. Con này già. Già rồi, bây giờ chỉ có định hình để chơi thôi. Chắc tương lai từ 3 đến 5 năm nhưng không thể ngay lập tức là có cây chơi được. Nó là một cái cốt đẹp. Có cây đẹp thì phải là 5 tháng. Chắc chắn thì anh em nói nhanh thì không thể nhanh được. Vừa làm vừa chơi thôi. Vừa làm vừa chơi. Cái cốt này cũng rất là già đẹp. Cái điểm thân cũng bắt đầu có những điểm méo. Tuổi thì không mua được tuổi. Còn 5 tháng thì mua được cây, không mua được tuổi của cây. Mua được tuổi của cây. Đây là một con trực hoành.
trước qua xuống bảo thôi anh bắt đầu tái nghiện lại thì anh phải nhờ anh em nó định hình nó làm cho. Anh đang muốn đấy. Nghiện từ năm hơn 2000 thì bây giờ bắt đầu mới tái lại. Cần phải cho lên bàn xoay ấy. Tứ phía dễ nhìn. Tết vừa rồi cũng bán hết được. Cũng đỡ anh ạ. Không lỗ. Hôm trước anh vào nhà chú nhìn thấy cũng không còn cây nữa rồi. Thế phong chắc là cũng nãy giờ giải quyết hết rồi. Thế là không bị lỗ. Năm nay khó khăn quá không? Khó khăn rồi. Cây cối anh em cũng khó khăn. Nhưng mà là kinh tế nó ảnh hưởng đến. May năm vừa rồi nhờ có Covid mình lại nghỉ bán hàng thời gian rồi quay lại chơi cây cũng có khi lại chưa chắc cái này. Rồi tháng 3, tháng 4 đấy bắt đầu ấy. Đâu mới bảo thôi lại quay lại ấy. Sưu tầm một số cây, bây giờ kiếm cây là khó. Khó anh ạ. Khu vực Sơn Tây Ba Vì mình bây giờ cây đẹp khó lắm. Cây đẹp khó kiếm lắm. Anh em nó hút hết sang, ngày xưa cũng có nhiều nhưng khoa rất là nhiều cây đấy. Bây giờ làm gì còn đâu. Bây giờ về vùng xuôi đấy. Xuôi về Hà Nội sang Việt Trì. Đúng rồi. Anh em bên Việt Trì cũng nhiều cây đó. Bây giờ cứ hàng đẹp là mất. Sang cái vườn hôm tức đưa sang cái vườn Hùng bên Việt Trì. Chỗ gần đường tàu. Qua đường tàu rẽ vào tí đấy. Chắc khi em biết bọn đấy. Nó sang đây mấy lần nhưng mà. Nó sang đây rồi luôn. Bọn nó mua bên này mấy cây đẹp rồi này. Đội đấy nó cũng nhiều cây đẹp, nó săn thì có. Đường kéo nhìn nó khác rồi. Chính ở Sơn Tây bây giờ cũng không có nhiều cây đẹp đâu. Đấy đi một số nhà anh em đấy, chỗ nhà ông Hải, ông Giang, chỗ ông Minh, các thứ. Không, ít lắm. Bây giờ ít lắm. Vâng. Các ông ấy có cây nào thương mại hết. Mại hết à? Không giữ được cây để chơi. Mà như hội ông Hải là ông có điều kiện đấy chứ. Ông đại tá về hưu. Non. Bác Hải, bác Giang, bác ấy thương mại hết. Không giữ cây lại. Đây là cái cây sau khi định hình xong này ạ. Các điểm nu cục của nó này, sâu trong thân cây. Cây rất già. Cần lấy ghế hay đứng không anh lấy không?
trước thắng cứ gạo anh để lại cho cây si này phải không? Anh vừa lấy anh để thắng cận này. Để lại cho em cây này phải không? Vừa mới lấy ấy. Cái này anh vừa lấy à? Ừ. Cũng hải đấy. À. À đúng rồi. Cây này cái đẹp của anh hai. Cái si bút đỏ này nó lại bảo anh để lại vào thôi. Anh vừa mới lấy chơi nào anh chán anh để sau. Vừa mới lấy về để chơi đã. Trước mắt là chưa chán. Cây hồng ngọc mai đang hoa. Nào anh chán thì anh để lại sau. Hôm trước thì anh nó kiếm được cái phôi dáng làng trên nhà khoa đấy mà thôi. Mày vừa kiếm được mấy cái phôi dáng làng rồi để lại cho anh, nó để mang về. Trồng luôn. Con sâu đít nhọn nó lại hiện tượng là đang tấn công rồi. Dùng thuốc gì để anh cứ phun cái ấy cho em, cái nhúng màn ấy, cái thuốc dịch đấy cho vào cái bình vàng lít rưỡi cho khoảng 3-4 giọt. 3-4 giọt này là phun chết hết. Chỉ cần 3-4 giọt. Cái đấy nó có độc không? Nó không độc hại. Với người là không độc đúng không? Với người không độc. Ở ngoài kia nó bán không? Có. Bên trong nhà em có bán không? Anh xuống nhà anh thức chắc là có. Nhà anh thức. Thức á? Hoặc là cái quán một bên, vừa rồi em mua cái quán một bên. Quán một bên đấy, 60.000 một. Chỉ cần 3-4 giọt thôi. Anh dùng cả năm. Rồi ok. Riêng dòng đấy thì có thể phun cho tất cả các cái dòng mà sâu không có xương sống. Không có xương. Để rồi tí nữa vào đi mua. Mua phun đi. Cái này nó nhìn nó cây nó hút nhựa, nó yếu vậy. Nó yếu và thứ hai là nhìn lá nó xấu. Xấu.